Chào các em học sinh thân mến, chào mừng các em đến với chương trình dạy học trực tuyến hôm nay nhé. Hôm nay chúng ta sẽ học một cái chủ đề tích hợp giữa hai bài là bài 29 và bài 230 có tên là Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1918. Ở chủ đề này gồm có 3 phần. Một, cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp năm 1897 đến năm 1914. Phần 2 là những biến chuyển của xã hội Việt Nam. Hai phần này chúng ta đã được học ở trên lớp và đã được ôn tập thi học kỳ 2. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục phần 3 La Mã nhé, là phong trào yêu nước từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1918. Thì sau khi phong trào Cần Vương thất bại, nhiều cuộc đấu tranh yêu nước chống Pháp theo hướng mới là con đường dân chủ tư sản lại tiếp tục nổ ra vào những năm đầu thế kỷ 20. Lúc này các sĩ phu yêu nước Việt Nam chủ trương theo hai hướng: một là cải cách, hai là bạo động vũ trang. Sau đây chúng ta sẽ đi vào một số phong trào tiêu biểu ở đầu thế kỷ 20 đến năm 1918 nhé. Mời các em đi vào phong trào đầu tiên có tên gọi là phong trào Đông Du năm 1905 đến năm 1909. Thì phong trào Đông Du là do Phan Bội Châu cùng một số sĩ phu yêu nước khác lập ra. Phan Bội Châu là người đại diện tiêu biểu cho phái bạo động. Ông cùng một số sĩ phu lập ra một hội có tên là Hội Di Tân vào năm 1904. Thì ông và một số sĩ phu có cái suy nghĩ là sẽ muốn dựa vào Nhật Bản để mà đánh Pháp. Vì sao lại dựa vào Nhật Bản? Vì Nhật Bản được xem là một nước cùng màu da với ta, với người Việt Nam, cùng văn hóa Hán học, lại đi theo con đường tư bản châu Âu để giàu mạnh lên và đánh thắng đế quốc Nga năm 1905, nên có thể nhờ cậy được. Thì Hội Duy Tân đã thực hiện cái ý đồ đó, thì Phan Bội Châu và một số nhà sĩ phu yêu nước đã thành lập ra Hội Duy Tân. Mục đích của hội là lập ra một nước Việt Nam độc lập. Thì để thực hiện cái điều đó, đầu năm 1905, ông đã sang Nhật để nhờ người Nhật giúp cho khí giới, tiền bạc để đánh Pháp. Nhưng mà người Nhật chỉ hứa là đào tạo cán bộ cho cuộc bạo động vũ trang sau này. Thế là Hội Duy Tân bắt đầu tổ chức đưa học sinh sang Nhật học. Và vì nước Nhật là ở phía đông của nước ta, của nước Việt Nam, cho nên phong trào này được gọi là phong trào Đông Du. Lúc đầu thì phong trào hoạt động rất là thuận lợi. Số học sinh sang Nhật học có lúc lên tới 200 người đó các em. Nhưng mà sau đó thì đến năm 1908, thực dân Pháp đã cấu kết với Nhật và trục xuất hết những người yêu nước ra khỏi nước Nhật. Đến tháng 3 năm 1909 thì Phan Bội Châu cũng buộc phải rời khỏi Nhật Bản luôn. Đó là phong trào Đông Du bị tan rã, Hội Duy Tân ngừng hoạt động. Cô xin giới thiệu với các con, chân dung bên phải màn hình là chân dung của cụ Phan Bội Châu năm 1867. Cụ sinh ra và đến năm 1940 cụ mất. Rồi chúng ta sang phong trào thứ hai là phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Thì phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ra đời cùng thời với phong trào Đông Du. Phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục mang cái xu hướng là cải cách. Vậy thì Đông Kinh Nghĩa Thục có nghĩa là gì? Đông Kinh Nghĩa Thục có nghĩa là Đông Kinh là tên cũ của Hà Nội. Nghĩa Thục có nghĩa là một trường tư làm việc lợi ích chung, làm việc vì lợi ích chung cho xã hội.
Thì người thành lập ra trường Đông Kinh Nghĩa Thục là Lương Văn Can, Nguyễn Quyền, Lê Đại, Vũ Hoành. Thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục vào tháng 3 năm 1907. Cô xin giới thiệu với các em, hình bên tay trái là chân dung của Lương Văn Can. Ông sinh năm 1854 và mất năm 1927. Thì cái chương trình của trường Đông Kinh Nghĩa Thục là sẽ dạy về các môn như là địa lý, lịch sử, khoa học, thần thức. Bên cạnh cái việc mở trường học thì các nhà nho tiến bộ còn tổ chức các buổi như là bình văn và xuất bản sách báo. Thì tất cả những cái hoạt động của trường Đông Kinh Nghĩa Thục nhằm mục đích là bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam, đã phá nền giáo dục phong kiến lỗi thời, truyền bá những nội dung học tập và nếp sống mới. Thì lúc đầu á, trường hoạt động rất là mạnh mẽ, chủ yếu ở Hà Nội, sau đó mở rộng ra ngoại thành và các tỉnh Hà Đông, Sơn Tây, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình. Số học sinh có lúc lên tới 1.000 học sinh đó các em. Thì cái hoạt động của trường Đông Kinh Nghĩa Thục lớn mạnh như vậy khiến cho thực dân Pháp rất là lo ngại. Đến tháng 11 năm 1907, thực dân Pháp ra lệnh giải tán Đông Kinh Nghĩa Thục, tịch thu hết sách vở, tài liệu và đồ dùng của nhà trường, bắt luôn những người lãnh đạo trường như là Lương Văn Can, Hoàng Tăng Bí và Vũ Hoành. Tuy trường mới hoạt động một thời gian ngắn thôi, nhưng mà trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã đạt một cái kết quả rất là lớn, đặc biệt là trong một việc. Các em có biết việc gì không? Đó chính là cổ động cách mạng, phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc. Mà lúc bấy giờ là đang phát động cái việc học chữ quốc ngữ. Mời các em đi qua cái phong trào thứ ba, đó là cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ. Phong trào Duy Tân có nghĩa là theo cái mới, Duy Tân là mới đó các em, theo cái mới diễn ra sôi nổi ở Trung Kỳ. Lãnh đạo là Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng cùng một số nhà yêu nước khác. Cô xin giới thiệu với các con chân dung của Phan Châu Trinh. Chí sĩ Phan Châu Trinh sinh năm 1872, mất năm 1926. Thì cũng gần giống như phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục ở Bắc Kỳ, thì hoạt động của phong trào Duy Tân rất là phong phú, như là mở trường học, rồi diễn thuyết về các đề tài sinh hoạt xã hội, tình hình thế giới, tuyên truyền đả phá các hủ tục phong kiến lạc hậu, rồi cổ động thực hiện những cái điều mới như là cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, rồi mở mang công thương nghiệp cho kinh tế nước nhà. Và dưới sự ảnh hưởng của phong trào mạnh Duy Tân thì năm 1908 đã xuất hiện một phong trào gọi là phong trào chống đi phu, chống sư thuế, đã diễn ra rầm rộ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số tỉnh ở Trung Kỳ. Trước tình hình đó, thực dân Pháp đã thẳng tay đàn áp, tuyên án xử tử Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp. Đó là những cái phong trào đấu tranh trước khi chiến tranh thế giới thứ nhất xảy ra. Giờ cô mời các em tiếp tục tìm hiểu về những phong trào đấu tranh trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ nhất, là từ năm 1914 đến năm 1918. Tiếp theo là 4. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế năm 1916 và khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên năm 1917. Thì vụ mưu khởi nghĩa ở Huế năm 1916 là do Thái Phiên Trần Cao Vân lãnh đạo, sau đó có mời sự tham gia của vua Duy Tân,
Wellington được lên ngôi năm 1907. Cô xin giới thiệu với các con chân dung của Wellington. Ông sinh năm 1900 và mất năm 1945. Thì vụ mưu khởi nghĩa ở Huế là vì khi mà thực dân Pháp thực hiện chiến dịch bắt lính ráo riết để đưa sang chiến trường châu Âu, thì những người yêu nước này đã lãnh đạo một số binh lính ở thành phố Huế chống lại thực dân Pháp. Thì kế hoạch khởi sự sẽ được dự kiến vào đêm ngày mùng 3 rạng sáng ngày 4 tháng 5 năm 1916 tại Huế. Nhưng mà công việc chuẩn bị có nhiều sơ hở nên kế hoạch đã bị bại lộ. Và các trại lính của người Việt đã bị đóng cửa, khí giới bị tước hết. Thái Phi và Trần Cao Vân bị bắt và sau đó bị kết án tử hình. Vua Duy Tân thì bị trút ngôi rồi đưa đi đày ở châu Phi. Tiếp theo là cuộc khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên, nổ ra vào năm 1917 do Lương Ngọc Quyến làm tù chính trị, và một số binh lính đứng đầu là Trịnh Văn Cấn, tức là đội Cấn, đã được giác ngộ. Thì binh lính được giác ngộ phối hợp với tù chính trị tiến hành cuộc khởi nghĩa. Con xin giới thiệu với các con là chân dung của Trịnh Văn Cấn. Ông sinh năm bao nhiêu thì sử sách không biết để ghi nhận lại, nhưng mà ông mất năm 1918. Phần diễn biến cuộc khởi nghĩa binh lính và tù chính trị Thái Nguyên năm 1917, các em có thể đọc sách giáo khoa trang 147 nhé. Mời các em tiếp tục qua một phần mới, đó là những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước. Thì như các em biết, Nguyễn Tất Thành là ai? Nguyễn Tất Thành cũng chính là Nguyễn Ái Quốc, là Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của chúng ta đấy. Cô xin giới thiệu với các em chân dung của Nguyễn Tất Thành. Người sinh năm 1890 và mất năm 1969. Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Thì người sinh ra và lớn lên trong hoàn cảnh nước nhà bị mất vào tay thực dân Pháp. Nhiều cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng nổ ra liên tiếp, song không đi đến thắng lợi. Thì những cuộc khởi nghĩa và phong trào cách mạng đó chúng ta đã được tìm hiểu trong chương trình học rồi đó các em. Những cái tiền bối đi trước như là Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Tất Thành rất là khâm phục, rất là quý mến, rất là tôn trọng những vị tiền bối đấy. Nhưng Nguyễn Tất Thành không tán thành đường lối hoạt động của họ, nên là quyết định tìm con đường cứu nước mới cho dân tộc. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, lúc bấy giờ người là một thanh niên 21 tuổi. Người đã vào Sài Gòn và tại bến cảng Nhà Rồng, Nguyễn Tất Thành đã xuống làm phụ bếp cho một tàu buôn có tên gọi là tàu đô đốc Latusser Turvin. Để làm gì các con? Để có cơ hội đi tới các nước phương Tây, xem họ làm thế nào rồi sẽ về giúp đồng bào cứu nước. Lúc bấy giờ người xuống dưới làm phụ bếp, một công việc rất là nặng nhọc, vất vả, nhưng đó là cách để người được đi ra nước ngoài để kiếm sống, để học tập, để rèn luyện và để hoạt động, để tìm một cái con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Và người lấy tên là Nguyễn Văn Ba. Cuộc hành trình của người kéo dài qua 6 năm, kéo dài suốt 6 năm qua nhiều nước ở châu Phi, châu Mỹ và châu Âu. Đến năm 1917, người
trở lại Pháp, và cái con đường bôn ba năm châu bốn biển đi tìm đường cứu nước của người là con đường của một người lao động thực thụ. Bởi vì Nguyễn Tất Thành ra đi là dùng hai bàn tay trắng để làm việc, để lao động, để kiếm sống, sau đó để học tập, để rèn luyện và để hoạt động, chứ không có một sự tài trợ của bất kỳ ai, mà Nguyễn Tất Thành phải tự bản thân mình lao động kiếm sống vươn lên. Thì người không nề hà bất kỳ một công việc nặng nhọc nào, người có thể làm những công việc như là từ thợ chụp ảnh nè, thợ làm bánh nè, viết báo nè, làm công nhân, làm thuê chẳng hạn, như công việc như cào tuyết, tức là phương tây hay tuyết rơi rất là dày đặc và cần phải có người cào tuyết ở trước cửa nhà để cho xe ô tô ra vào, thì người có thể làm những công việc nặng nhọc khó khăn như vậy để làm gì? Để mưu sinh, rồi sau đó mới học tập và hoạt động. Cô Dương xin giới thiệu với các con, đây là tàu Đô Đốc Latutostrovin mà người đã xuống và làm phụ bếp và ra đi khắp năm châu bốn biển để tìm con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam. Đây là hình ảnh của Nguyễn Tất Thành làm phụ bếp tại một khách sạn ở Đức Anh. Thì năm 1917 người trở lại Pháp, ở đây người làm rất nhiều nghề để kiếm sống, như lúc nãy cô nói với các con, để học tập, để rèn luyện và để hoạt động trong quần chúng và giai cấp công nhân Pháp. Người đã tham gia hoạt động trong hội những người Việt Nam yêu nước, người viết báo, viết truyền đơn. Thì những loại viết báo gì thì sang năm lớp 9 các con sẽ được học về những bài báo nổi tiếng mà người đã viết. Rồi ngoài ra người còn tranh thủ các diễn đàn, các buổi meeting để tố cáo tội ác của thực dân và tuyên truyền cho cách mạng Việt Nam. Thì những đồng thời trong cái quá trình hoạt động này, người đã tiếp nhận ảnh hưởng của cuộc cách mạng tháng 10 Nga, và từ đó cái tư tưởng của người đã có những biến chuyển. Những hoạt động của người tuy chỉ mới bước đầu nhưng là điều kiện rất là quan trọng để người xác định con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc Việt Nam. Đó là những phong trào đấu tranh đầu thế kỷ 20 đến năm 1918. Bây giờ chúng ta viết bài nhé, mời các con viết bài Ba La Mã phong trào nước từ đầu thế kỷ 20 đến năm 1918. 1. Phong trào Đông Du 1905-1909. Năm 1904, Phan Bội Châu và một số nhà yêu nước thành lập Hội Duy Tân, mục đích lập ra một nước Việt Nam độc lập. Hoạt động, các con có thể đọc thêm sách giáo khoa trang 144. Hai nhỏ, Đông Kinh Nghĩa Thục năm 1907. Tháng 3 năm 1907, Lương Văn Can, Nguyễn Quyền thành lập trường Đông Kinh Nghĩa Thục ở Hà Nội, mục đích nhằm bồi dưỡng nâng cao lòng yêu nước, truyền bá nội dung học tập và nếp sống mới. Hoạt động, các con đọc sách giáo khoa trang 145. Ba nhỏ, cuộc vận động Duy Tân và phong trào chống thuế ở Trung Kỳ năm 1908. A nhỏ, cuộc vận động Duy Tân diễn ra ở Trung Kỳ. Ý thứ nhất, hình thức hoạt động, mở trường, diễn thuyết, cổ động, mở mang công thương nghiệp.
Ba nhỏ, phong trào chống đi phu, chống xu thuế diễn ra ở Quảng Nam, Quảng Ngãi và một số tỉnh ở miền Trung. Bốn nhỏ, vụ mưu khởi nghĩa ở Huế năm 1916. Khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên năm 1917 gồm có những ý sau. Vụ mưu khởi nghĩa ở Huế năm 1916, các em sẽ ghi cái ý là do Thái Phiên, Trần Cao Vân và Vua Duy Tân lãnh đạo. B. Cuộc khởi nghĩa của binh lính và tù chính trị ở Thái Nguyên năm 1917 gồm có ý sau. Do Lương Ngọc Quyến và Trịnh Văn Cấn, tức Đội Cấn, cầm đầu. Phần 5 nhỏ, những hoạt động của Nguyễn Tất Thành sau khi ra đi tìm đường cứu nước gồm những ý sau. Ý thứ nhất, Nguyễn Tất Thành sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 trong một gia đình trí thức yêu nước ở xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, tại cảng Nhà Rồng, Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước. Thứ ba, những hoạt động của người tuy chỉ bước đầu nhưng là điều kiện quan trọng để người xác định con đường cứu nước đúng cho dân tộc Việt Nam. Rồi, như vậy là chúng ta đã kết thúc xong bài học hôm nay. Các em nhớ chịu khó viết bài nhé. Cô chúc cho các em luôn vui khỏe nè. Và nhớ luôn thực hiện tốt 5K. Rồi, bây giờ chúng ta tạm biệt nhau ở đây nhé. Chào các em. Bye bye.